Ok, hi xin chào bạn đã trở lại với Sinoin. Mình là Thành Trung Gaming đây. Hôm nay mình sẽ chơi tựa game Cooking Simulator nha các bạn. Tựa game này là để chúng ta là nấu ăn nè. Ok, mình không biết gì luôn nhưng mà mình vô hôm nay mình sẽ đi theo bà Tân Vlog nấu cho bạn đồ ăn, những món siêu cay siêu khổng lồ. Đây là cái nhà hàng của mình. Này ông cái khoang bếp của mình chứ. Người ta sẽ order đồ ăn ở đây, rồi mình sẽ làm đồ ăn ở đây và giao cho khách. Và bây giờ để coi coi mình phải làm cái gì ta. Cái điện thoại nè. Không có điện thoại không ai gọi mình hết. Còn đây có mấy cái skill các kiểu thôi của mình không liên quan. Cái radio thôi, tắt mẹ đi, nghe làm gì. Đây có máy, một cái gì ta, máy này là máy xay sinh tố và một cái lò vi sóng này để hâm đồ ăn lại đó. Đây có một cái chảo nè, này cái gì đây. Rồi mình test hết nhà bếp mình coi có cái gì nha bạn. Đây là cái đồ để nướng à. Cái này chắc để nướng bạn phải không, để lên nướng hay cái bếp nướng hay gì á. Còn này là cái đây. Cái này giống để chiên gà rán các bạn, bỏ gà vô á, để cái này để chiên đồ gà rán đồ á. Làm chiên gà rán mình sẽ thảy vô đây, 2 lò luôn. Này cái gì? Cái đồng hồ bấm giờ hả? À đồng hồ bấm giờ các bạn. Cái bà đi, để đó đi. Còn này cái gì đây? Máy giặt à? Cái gì đấy? Cái này cái gì bạn? Cái lò quay à? Cái lò quay để quay mấy con gì gà quay đồ á à. Chắc mình nghĩ vậy, mình không làm bếp gành nên mình ở ngoài đời mình không có biết nấu ăn. Trong game mình hỏi mấy câu ngáo ngơ vậy các bạn đừng quan tâm nha. Bạn nào biết thì comment lại cho mình, còn bạn nào nào không biết thì thôi. Có cái ghế nè. Ghế bỏ hôm nay chi để mình làm việc. Để đây thôi. Đó, có cái bình ga để 2 ga, có cái chảo để mình coi hết cái bếp mình có gì. Ở đây không có gì hết. Cái gì đây? Có cái vòi nước bạn, vòi nước nóng nước lạnh nè. Còn này gì? Xà phòng để rửa tay hả? Này để em gì ta? Ui đừng có ghen hết hồn. Cái dẻ để để rửa chén. Cái này chắc để rửa chén rồi. Đúng rồi. Quốc đại hôm nay đi. Ba đen. Cái này để làm gì ta? Cái này để giống như khuấy trứng nha bạn. Hiểu rồi. Này bếp ga nè, cái này mình biết nè. Bếp ga. We are open. Cửa hàng mình đã mở cửa các bạn. Có người order đồ ăn kìa. Wow. Đang ăn món gì đây? Đang ăn món súp cà chua các bạn. Chúng ta cần những nguyên liệu gì đây? Súp cà chua. Đầu tiên súp cà chua là nguyên liệu cần thiết nhất, đó chính là cà chua rồi. Cà chua nào. Onion là cái gì đây? Củ hành hả? Onion là cái gì? Chiết canh. Cần nước, chiết canh là cần dầu gà. Sao rim là cần thêm cái sữa, cần đường, black pepper, cavani pepper là hình như là bột ớt chứ là bột cái gì đen á, mình không biết. Nhưng mà ok, nó có bảng nè bạn. Đầu tiên mình cần 960g à 960g nào là một trái là 120g. 960 là bao nhiêu gram vậy? Là bao nhiêu trái ta? 2 trái là 2 trái là 240. 3 trái là 360. 4 trái là 480. 5 trái là 600. 720. 8.4. Một trái nữa là đủ. Đó, ui cần nhiều cà chua thế. Onion 120. Rồi onion ở nào? À một trái hành tây, à hành tây. Củ hành chứ, củ hành. Rồi. Cà chua, củ hành. Chicken bowl. Nguyên liệu mấy cái này cũng cần. Mấy cái hết. Với lại bột ớt nữa. Nhớ là bột ớt nữa. Đó, mình sẽ chuẩn bị gia vị hết, mình sẽ bắt đầu nấu nha bạn. Trong tủ lạnh này có cái chicken bowl nè, 1 lít lần. Cần bao nhiêu ta? 700ml thôi. Ok. Sữa nè. Sữa thì cần sữa bao nhiêu ta? Sữa chắc nguyên hộp, 150ml. Này bao nhiêu? 200ml. Thôi mình bắt đầu sắc cà chua. Ui, rất mẹ trái cà chua rồi. Lụm bến ơi, để chưa xong mà mình đứng dậy mình đi là nó bị gớt các bạn. Làm bếp là hoàn phải từ từ nha, từ từ thôi. Ui, bò đồ cha nó chắc gớt 2 trái rồi kìa. Mình đi nhanh quá là gớt. Ôi, gớt hoài ngày khách ăn chắc có cần đi rửa không? Chắc không kịp thời gian, khỏi rửa đi. Dẹp đi. Giờ đâu? Cắt. Ấy. Bậy rồi. Cắt. Rồi mình cắt nha bạn. Mình sẽ cắt một những trái cà chua thẩm mỹ nhất lịch sử các bạn từng thấy. Đó. Quá đều. Cà chua. Quá tuyệt vời luôn. Ơi mình mà mình cắt chi ta? Khoan. Mình bỏ vô cái máy xay, mình xay nó lên còn nhanh hơn ta. Xếp cà chua đâu cần phải cắt đâu. Nhờ cái củ hành tây này phải cắt nè. Đó, xếp nồi xếp cà chua siêu to siêu khổng lồ. Rồi, bước cái dao đây. Ơi, trời, dao kéo không bước tùm lum vậy đâu bạn. Bước này chết người á. Bỏ dao lên đây. Người ta gắt lên hả? Rồi, phun lên. Đó, mình không biết gam nó cứ gắt lên đại bạn. Tẩm ướp gia vị mà. Quán mình là quán chiên nấu đồ ăn cay nên nó sẽ siêu cay siêu khổng lồ luôn. Đó, mình cho hết cái hũ mà ớt này lên luôn. Cà chua siêu cay siêu khổng lồ. Quá dữ. Này gì đây? Tiêu hả? Tiêu gắt lên luôn. Siêu cay siêu khổng lồ. Sữa đâu? Thôi đổ sữa gì rồi ta. Ê! Thôi thấy mẹ rồi. Không được mẹ ơi, đổ sữa phải kiếm cái tô để vô. Nồi nè. Bứt vô. Bứt hết vô. Đổ vô. Đổ ra ngoài quá trời luôn rồi. Oh my god. Đụng vô. Có một. Ê! Bỏ mạnh nó rớt còn nhiều hơn bỏ vô nữa. Bà nội cha đó. Bực nhờ. Tự nhiên cắt ra chứ rồi lụm từng miếng nha bạn. Các bạn thấy mình gạch không? Ôi chết mẹ. Chắc nghĩ mày làm đồ ăn quá. Thôi được rồi, mình có cách rồi. Lụm lâu quá. Trời, trái cà chua rồi đi. Nấu không kịp khách, khách mình nó phá sản các bạn, để còn mấy phút nữa. Chết cha, còn có 1 phút 30 giây nữa, vượt lên chính mình mày ơi, vượt lên chính mình thôi, đổ vô, bật web lên, phải bật cái nào, vượt lên chính mình các bạn ơi, hết sữa rồi, cha. Gì đây? Thôi rồi. Còn một hộp sữa nè. Chiêu xèo ghê quá. Đó. Nó xay đầu, nó xay sinh tố rồi. Cúp vô xay luôn. Ổn, nốn. À, đó. Cũng ra, đó, ra màu đó bạn. Xịn chưa? Quá xịn. Siêu cay siêu khổng lồ là bà Hành Trung Vlog nha bạn. Tại vì nó kêu dữ ta, nó kêu như khét vậy á. Cắt ớt rồi vậy, có đơn hàng mới nữa. Thôi thấy cha mình rồi. Lấy cái tô đâu bưng cho khách để chính chưa ta, chỗ chính nữa. Sao chỗ chính anh đây ta? Thôi một cầu bóng mới, khách kêu lại gì? Cái gì đây? Salmon fillet là cá hồi phi lê hả? Cá hồi phi lê với đậu. Món này làm sao đây? À, món này món nướng à? Đây mình nướng à? Cá hồi phi lê rồi ấy, cái này chanh lộn má, lại cây khoai tây bỏ đâu giờ? Ở đây chắc cũng bỏ vô cái nồi đó. Khoai tây luộc, đúng rồi, mình sẽ nấu khoai tây luộc với cá hồi tuyệt đỉnh các bạn. Chế mình bán đồ ăn chế. Họ chín rồi, chín rồi. Đổ đâu? Đổ vô. Ôi. Wow. Rồi. Đi bưng chị giao cho khách. Em tới đây nuôi. Ăn đi nuôi. Ôi. Ôi. Nó trả mình được 25 đô bạn. Nó đánh giá mình có 2 sao à. Khốn nạn thiệt chứ. Thôi kệ, khách đầu tiên mình phải nhã nhặn với khách. Mình còn làm ăn lâu dài mà. Đừng qua đây cho tiện. Để bên kia chi cho mệt vậy. Đây. Thả bước qua đây hết. Đó, trời ơi, kia hết. Ôi. Chết cha rồi. Ôi chết mẹ khét. Khét. Cạo lên. Đặt lại sao ta? Ấy chết lại. Tí nữa khác rồi. Chính đó. Để đi. Để cái dĩa ra trưng bày. Chết mình còn phải làm cái nồi này nữa. Lấy nước. Water đâu? Đây, chảy nước. Luộc cái này lên. Ê, nứt cái chai nước ra làm 2 rồi. Thấy mình siêu không? Các cháu thấy chị Thành nó siêu không? Bỏ đứng tiếp, nấu cho sôi là ăn được rồi. Chính như ta. Dính lên coi. Rồi chín rồi đó bạn ơi. Nhìn hơi quê vậy chứ chín. Ơi, chín rồi. Xào lên. Đó. Chín rồi. Wow, miếng cá nướng của mình quá đẹp. Còn đó là chuẩn trong công nghệ nướng các bạn. Nhà hàng 5 sao có hát. Dứt ra. đổ hay gì á. Ý á à. Khó dữ, trò chơi khó dữ. Mẹ rớt xuống đất kiểu này ăn vô có bệnh bị ngộ độc trời. Nhẹ nhàng thôi. Trời đủ. Rồi sao cho để đẹp vô giờ. Cái cây này khó xài dữ. Rồi ok đẹp quá rồi anh ơi. Để dính chưa? Chưa. Cắt ra không ta? Món này nó cần gì ta? Cần bách ba đơ gì đó. Cái đen đen. Cải đen này rồi xịt vô. Cắt tiêu vô. Đó. Lại này nè. Đúng không? Đường vậy đó. Rồi. Thôi tay chính vô. Ôi món này mình làm nhanh gì á, 3 phút rồi xong rồi, là đúng nhanh luôn đó bạn. Suno liêu gì đó kìa, đổ đại vô đi. Suno liêu của mình rồi nè. Hết mẹ cho em rồi. Ô liêu, cho em trao ô liêu. Ôi cái chiếc canh ô liêu hay là cái gì ô liêu ta? Sun Power à, là dầu. Ý quên nhanh quá, quên đập mẹ vô cái tủ lạnh bể mẹ trai của mình rồi. Mẹ hết 6 đô ngu thiệt. Rồi cái này chết rồi, bà Tân Vlog này chắc buồn như mình lắm. Rồi để đàng hoàng thuốc. Trời ơi mấy túi của mình thì sao ta biết của mình. Ôi đừng có lăn đồ đạc của tung tung chỗ này, khách vô khách biết chắc khách xỉu quá ai dám ăn. Còn nguyên liệu gì đâu ta, cái đĩa có cái đĩa to không, thôi mình lấy cái đĩa nhỏ nhỏ này thôi chưa à, sôi rồi. Ồ quá trời sôi luôn rồi. Ui khét luôn rồi, khét mẹ luôn rồi. Để mình để hai, để sao cho giống cái này, để hai trái lên vậy nè. Hai trái lên được. Ui nóng quá để không lấy ra được bạn ơi, phải để nó nguội. Để nó nguội mới được. Không mình để dít da được, dít da dít da thì được. Đó. Thấy không? Ôi, đẹp liền. Làm ra. Ui. Cho đủ. Mình á cái cây này mình vừa đập cho mình. Mình thử dít cái nồi rồi. Nước đang sôi quá, chích ra rồi. Ôi khó vậy. Tại vì nó khét dữ trời, nghe tiếng nó khét. Thôi. Đó. Quá đẹp. Tiếng gì ta? Nồi mình bị gì mẹ, bốc khói luôn. Ôi ra đồ ăn, ra đồ ăn. Á à, rớt mẹ biết cái thịt không lụm được. Trời gấp quá rớt mẹ miếng thịt rồi. Nóng. Rồi từ đồ ăn đó đây. Ôi ơi trời ơi, thằng này nó reaction 4 sao luôn, quá đỉnh rồi ơi. Mà có chuyện gì ở đây mà sao cái cái bếp ga của mình bị gì á. Bếp ga của mình bị gì á, bị cháy sao. Đem lại mình xịt coi củ quả coi. Không phải bạn ơi, nó không bị gì hết á. Cái gì ta? Mình nấu nồi nướng sẵn này để có luộc gì mình luộc. Ui chết cha rồi, đổ đầy bếp rồi. Có ai order rồi ăn đồ tiếp không? À tới lúc dọn vệ sinh rồi mọi người ơi, đang gạnh khách thì mình sẽ dọn dẹp vệ sinh. Hay rồi mình sẽ dọn dẹp vệ sinh, quán phải sạch sẽ thì mới đông khách được nha mọi người. Đây quá đẹp, sao mà dọn lên đây, người ta đâu kéo cái lau nhà lên đây được, kéo lên được mình cũng kéo rồi. Rồi xong rồi, có cái chảo nè để hồi chiên cho dễ. Cái bếp mình nó bị thùng mày ơi, cái gì rồi, chắc hư rồi. Có con cá nè, hết rồi ăn. Ai mua đồ ăn tới đây. Ủa hết ngày rồi. Trời ơi game dễ thế. Mình có kỹ năng nữa hả? Năng kỹ năng gì? Tay dài gì nữa. Kỹ năng gì ta? Kêu gì đi, chọn đại đi, mình bờ gồ rồi, mình không cần kỹ năng rồi. Ồ, tới ngày thứ 2 hả? Hả? Mình không biết, mình vẫn kêu to lắm. Thì làm sao á? Hay là hết ga ta, tắt bếp nó vẫn còn kêu. Họ tắt bếp đại một thời gian rồi nó có ấy không, họ bếp khác. Rồi, khách tới kêu món gì kêu đi. Món gì đây? Cá hồi, ủa cá cái gì? Cái gì không biết. Cá gô với chanh hả? Ừ, ông món gì lạ đời vậy? Món cá gô với chanh, cái này chắc cá chiên rồi. Cá nướng mày ơi, cá nướng, mà cá nướng rồi. Mấy con 200g là một con cá hay sao? Đúng rồi, một con cá nướng này cái thánh tiện, mày nướng 2-3 con rồi đi. Có việc là một bữa hoành tráng luôn, làm lấy tiếng mà bán lấy tiếng phải nhiều. Bán quán của mình là quán siêu to siêu khổng lồ các bạn, bán phải nhiều vậy á, khách nó mới sợ. Mua một dĩa mà ăn một nồi. Đồ ganh của quán mình chưa bao giờ quán bán những món đồ nhỏ nhặt, chỉ siêu to siêu khổng lồ thôi. Cái này gao, mình không biết nó là cái gì mà gao này đúng không? Đúng rồi, đổ bụi này. Gao để trang trí thôi, để mình sẽ trang trí rồi chút chiếu vậy nè. Ui khét 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 Cái đồ vít đâu rồi? Cái đồ vít đâu rồi? À đây. Chết. Ôi cá hấp chín hết rồi. Cá canh chín đó. Nó hồi chín rồi, còn gì nữa ta? Honey Beat hả? Là cái này. Gia vị thôi. Ôi. Bởi mẹ cha kia con nội. Tào lao gì chứ. Mấy cái dĩa to to làm món siêu to siêu khổng lồ mà. Ôi tự luôn. Thôi cái dĩa này má ăn cả mâm luôn á. Phải chế ra một món ăn cho khách hài lòng. Cái này sẽ canh quán đặc chế, canh khoai tây, canh cà chua khoai tây, có chanh nữa. Canh này cho khách ăn canh chanh. Các bạn ăn canh chanh bao giờ chưa? Nấu đặt cho khách luôn. Nghe là chảy nước miếng rồi đó. Canh chanh, món đặc biệt của quán. Nếu các bạn ủng hộ mình làm game này thì các bạn hãy like thật nhiều, cũng như để lại comment các bạn muốn mình tiếp là tập tiếp theo không nha. Đó là động lực để mình làm thêm nhiều video mới các bạn. Rồi chính rồi. Cá chín này. Rồi. Còn này mình đem qua cái bức kia. Ôi. Mà nó quốc hồn mà ba đầu canh cái kia thôi. Khó chơi đó bạn, không cái dụng cụ này khó xài lắm á. Để quýnh nó vô. Ôi khó. Á! À! Đậu mới dít sao mà rớt mẹ cái dĩa luôn rồi. Khốn nạn thiệt. Cái dĩa này. Ui. Bạn chơi từ từ nhẹ nhặn ơi, không gấp được. Cái gì nãy mình để lên cái chảo mình chiên đỡ dít. Đó. Ui bỏ lộn vô cái chảo rồi. Trời. Mẹ nó thôi mình rút kinh nghiệm rồi. Bỏ vô cái chảo nè, bỏ vô cái chảo để mình dít vô. Ôi rồi khó thật sự. Bể mấy cái dĩa hết mẹ tiền. Ok, đừng hỏi không. Không dám để từ dưới đất xuống luôn á. Mãi đâu rồi. Thay mẹ đắp chanh này ra. Món súp của mình, món súp chanh. Quá độc đáo. Bỏ miếng đường nữa. Gắt kiểu là thả tính. Rồi. Còn mấy cái chanh này làm gì ta? Chắc mấy chanh nướng. Nướng rồi chặt ra. Còn phút nữa ra món rồi mình phải làm lẹ. Lẹ dĩa. Chảo rồi. Cá siêu to siêu khổng lồ. Bà mẹ nó ghét không? Trời ơi, má, chắc mình chết chứ cái trò này quá. Ai ơi, chịu nổi không? Bực cúm rồi đó. Mình gán nhịn. Ừ. Hay. Ồ, con cá rớt rớt đâu rồi. Đâu rồi. Con cá rớt rớt đâu rồi. Ồ, hình như cái dạo á. Có đồ ăn mới rồi. Nào không kịp luôn á. Quán gì đông khách quá giờ là bà ăn không kịp luôn. Chứ chanh nữa. Đây. Đó. Chanh nướng. Ăn chung với cá hồi. Cái này các người cái gì á, cái gì cũng biết, cá rô đi. Rồi, súp rồi. Đổ lên. Wow, một món ăn. Ê! Súp cha rồi, súp đổ trong lắm hết. Nó dính được mỗi con cá rồi. Ok. Món ăn của mình hoàn thành các bạn. Ôi, cắt ra cái cho đẹp tí nha. Ôi, trang trí lên. Lên bước bông trang trí lên đó. Súp siêu to siêu khổng lồ ra rồi. Úi còn mà đổ vô rồi. Thôi đó. Không cắt được luôn. Ý nóng quá không cắt được. Bực thiệt sự. Ngồi ra đồ ăn thôi. Tao không quậy gì nữa đâu. Này mày hôm nay bán đồ ăn lỗ rồi. Thôi về giao rồi. Ăn giọng thì ăn đi. À ba. Nó đánh giá mình 1 sao luôn các bạn. Cái món siêu to siêu khổng lồ cá ngừ của mình mà nó đánh giá 1 sao. Chịu nổi không, mình đã cố gắng hết sức rồi đó mọi người. Thật là đau lòng. Nghỉ bán luôn thì đóng cửa. Nghỉ bán à. Đau lòng mà. À mẹ nó. Nghỉ rồi. Bán nữa. Phá quán luôn rồi. Đốt bình ga luôn. Trời bình ga đốt bình ga luôn. Đó. Đốt bình ga nổ quán luôn. Đốt bình ga luôn. Giận quá chứ giận rồi. Quá gì giận rồi, nghĩ sao nấu ăn vậy đánh giá 1 sao. Công tình mình. Quá gì giận rồi. Phi con dao vô cho bể bình ga cho rồi. Chết mẹ dẹp quán nghỉ luôn rồi. Có nổ bình ga ta. Ôi má hết hồn. Nổ bên ga thiệt bạn. Nổ bánh chành mẹ các bạn rồi. Chết cha rồi. Dọn dẹp lại, dọn dẹp lại, dọn dẹp đây. Dọn dẹp. Quán quá trời tệ rồi. Trời ơi. Vậy làm ăn gì nữa ta. Thôi rồi. Nó dẹp mẹ luôn đi. Mẹ luôn các bạn ơi. Làm ăn gì nữa giờ? Quán bánh chạch nhà làm gì nữa giờ? Nó dẹp. Dạ ok, hôm nay quán mình đóng cửa tại đây nha các bạn hãy đừng quên bỏ lại vô nụ like, subscribe nha các bạn. Nên có động lực mình kinh doanh tiếp, chứ kiểu này mình thua các bạn ơi, bỏ tiệm rồi. Bye bye mọi người. Nhớ bấm vô subscribe kênh rồi nhấn nút quả chuông nữa, nhấn thông báo từ video của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.